đi thành đường đi mà gì thôi. Anh chưa? Khi nào bình luận đó anh nhé. Bình luận viên Duy Tóc Dài xin kính chào mọi người. Mọi người nghe giọng có quen hay không? Giọng anh này có quen hay không? Và ngày hôm nay thì bình luận viên đã có mặt tại sân Lan Anh để đồng hành cùng với siêu giải đấu của diễn đàn Tennis Vinfinity. Một giải đấu rất là lớn, không phải nói là cực kỳ lớn luôn, với 12 nội dung thi đấu và diễn ra trong vòng một tuần mọi người nha. Và livestream được thực hiện bởi đội ngũ Nova Media đến từ Lâm Đồng. Đây là giải Nha Khoa Bình An, giải quần vợt diễn đàn Tennis Vinfinity tranh cúp Nha Khoa Bình An Peace Dentistry. Với châm ngôn là nụ cười, với slogan của Nha Khoa Bình An là nụ cười bình an sẽ đi kèm với tâm hồn bình an. Thì đây là ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu. Giải đấu này xuất hiện rất là nhiều danh thủ nha mọi người. Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Lý Hoàng Nam, Kenny Bull, Vinh Infinity, Phan Huy vân vân, và rất là nhiều danh thủ tennis phong trào khác. Và kể cả chuyên nghiệp luôn. Trong đó có đặc biệt là tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Campuchia anh Kenny Bull. Tay vợt đã từng lọt vào hạng 68, 67, 68 ATP đánh đôi thế giới, đó là Christopher Krungkat đến từ Indonesia. Và ông vua đánh đôi Lê Quốc Khánh, tay vợt số 2 Việt Nam Trịnh Linh Giang vân vân, và rất là nhiều tay vợt khác, trong đó có từ Lê Khánh Duy vân vân, những cái vận rất nhiều vận phát kendo, rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp tham dự giải đấu lần này. Và đây là ngày thi đấu đầu tiên với nội dung đơn nam bán chuyên nghiệp, trận đấu đầu tiên giữa Duy Thanh và Vinh Hậu Giang mọi người nha. Duy Thanh và Vinh Hậu Giang. Xin chào 61 triệu con tim. Duy Thanh và Vinh Hậu Giang. Nó chạy hơi nhanh, chạy giống như chạy nợ. Wow, bùng trải rất là đẹp mọi người nha. Tỷ số bây giờ là 40-0 cho Vinh Hậu Giang. Vinh Hậu Giang là người cầm dao bóng đầu tiên ở game đấu đầu tiên. Xin chào Trực Huỳnh, anh Trần Quốc Cương, anh Tiên Hoàng, anh Thạch Thành Tới, Lý Khánh Lai, thầy Jack Phạm, John Phạm và tất cả các khán giả đang theo dõi qua livestream nha. 40-0. Và game thắng, 40-15 mọi người nha. Trong đó có anh Tới Kỳ Hòa, trong đó có anh Duy bình luận tất cả các trận đấu. Xin chào Phan Huy Chương nhé, anh Duy Trần. Mở màn cho giải đấu lần này là nội dung đơn nam bán chuyên nghiệp mọi người nha. Kevin Võ, anh qua anh gần ở Cần Thơ mà, Cần Thơ Sài Gòn gần mà, đâu có gì đâu. Tất cả các trận đấu của giải đấu lần này sẽ được diễn ra trên cụm sân Lan Anh. Bỗng ngoài rồi. Ủa, như cái bảng tỷ số bấm lộn rồi mọi người ạ. Hình như là Duy Thành cầm dấu bóng trước mà ta. Duy à, vậy là 0-1 và đâu, cái người đang giao bóng là Duy Thành đó. Bán tỷ số bấm sao, trọng tài bấm bán tỷ số hả? Bóng ngoài rồi đó quý vị. Đúng rồi. Mười lăm ba mươi mọi người nha. 15-30.
Tỷ số đang là 0-1 và 15-30. Ok, bảng tỷ số đã được điều chỉnh mọi người nhé. Liên tục là những pha ép trái của cả hai bên. Đánh đơn thì cái việc ép trái là nó sẽ xảy ra rất là thường xuyên. Một pha cài bóng ngắn của Duy Thành nhưng rất tiếc là bóng không qua lưới mọi người nha. Tỷ số được nâng lên 15-40. 3 break point đã thuộc về cho cặp đôi, cho vận động viên Vinh Hậu Giang. Vinh Hậu Giang với trái một tay. Khá là đẹp mắt mọi người nha. 15-40 và tỷ số đang là 0-1, 3 break point. Wow. Bóng không qua lưới rồi và tỷ số đã được nâng lên 1-0 cho Vinh Hậu Giang mọi người nhé. Hồi nãy là không đều, trận đấu mới bắt đầu thôi mọi người. Bây giờ mới là 1-0 cho Vinh Hậu Giang và game tiếp theo thì Vinh Hậu Giang sẽ là người cầm giao bóng. Chỉnh lại em, chỉnh lại bàn tỷ số 1-0. Chỉnh cái trái banh xuống dưới thôi. Ok. Rồi, chỉnh cái serve thôi. Rồi, ok. Tuyệt vời. Game tiếp theo thì Vinh Hậu Giang sẽ là người cầm giao bóng. Ngay game cầm giao bóng đầu tiên của Duy Thành thì đã bị mất break rồi mọi người ạ. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu mở màn cho nội dung đơn nam bán chuyên nghiệp lần này. Cái này đánh một set hay sao anh? Đúng rồi, đánh chỉ một set thôi. Có đủ sức khỏe nói một tuần không bồ? Chắc chắn là đủ nha, tại vì Bình Luận Viên sẽ có sự hỗ trợ của anh Bo Gia Lai. Bobo sẽ đồng hành cùng với Bình Luận Viên Duy Tóc Dài ở giải đấu lần này. Chứ một mình nói là nhập viện luôn nha mọi người. Chắc chắn là có sự, đặc biệt là những cái nội dung đơn này nè. Một trận đơn nó sẽ kéo dài rất là lâu và nó sẽ lâu hơn bình thường. Nó một trận đơn mà nội dung đơn nam thì nó sẽ tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ đó mọi người. Nên nói liên tục mà khoảng 3 tiếng là cũng đuối lắm. Nói so với đôi thì khoảng 30 phút thôi. Xin chào anh Tuấn Anh Huỳnh nha và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Mình có wifi không em, cho anh ké cái em. Chứ anh xài 4G hồi chết anh luôn á. Gì hả? Vô xong giảm phủi lâm đồng 5G đúng không? Game tiếp theo Vinh Hậu Giang sẽ là người cầm giao bóng, tỷ số là 15-0 mọi người nhé. Trải vào bóng quá dài từ phía Duy Thành. Tỷ số bây giờ là 30-0, 1-0 và 30-0. Những pha đánh rác và những pha đánh winner vẫn chưa được hai bên tung ra. Hai bên đa phần là giữ bóng và dò xét lối chơi của nhau là chính. Chắc những cái game tiếp theo thì hai bên mới mở máy chạy thôi. Rồi bình luận viên vừa nói xong thì bắt đầu là tung ra những pha đôi công rác rồi. Lên lưới. Và một cú drop shot nhẹ nhàng và rất kinh nghiệm từ phía Vinh Hậu Giang. Để nâng tỷ số lên 40-0 cho cặp đôi của mình. Bùng trải cài ngắn quá hay từ phía Vinh Hậu Giang đối với một cú backhand lấy tiền, một cú backhand quá đẹp, một cú backhand cài bóng ngắn rất hiểm hóc từ phía Vinh Hậu Giang. Chúng ta hãy xem lại pha quay chậm vừa rồi. Một cú đánh backhand quá đẹp. Và cài bóng rất ngắn luôn nữa quý vị. Mặc dù là Duy Thành đã chủ động di chuyển trước rồi. Tỷ số bây giờ là 3-0 mọi người nha. 0-3. Game tiếp theo Duy Thành sẽ là người cầm giao bóng. Game giao bóng thứ hai của Duy Thành. 3-0, 0-3. Ưu thế đang hoàn toàn nghiêng về cho Vinh Hậu Giang. Với một break và 3 game dẫn trước. Bùng trải rất đẹp. Bóng ngoài rồi thưa quý vị. 0-15. Tỷ số được sang bằng 15 đều, bung trải hơi thiếu chính xác từ phía Vinh Hậu Giang. 15 đều mọi người nhé.
một ống lội. Mười lăm ba mươi. Mười lăm bốn mươi mọi người nha. Một bóng lỗi. Mọi người có thể theo dõi tỷ số của tất cả các trận đấu của giải đấu lần này trên website baseline.vn mọi người nha. Baseline cũng đồng hành cùng với giải quần vợt diễn đàn tennis Infinity tranh cúp nhà khoa Bình An mọi người nha. Baseline.vn mọi người nha. Vậy là 4-0 hả? Vậy là tỷ số đã được nâng lên 5-0 cho Vinh Hậu Giang rồi. Một trận đấu mở màn khá là dễ dàng cho Vinh Hậu Giang khi Duy Thanh chưa bắt nhịp được trận đấu. Và anh đang bị dẫn rất là xa luôn và phải đối diện với Matchball ở cái game sau mọi người nha. Chuyên nghiệp đúng không? Ok. Rồi, chú hiểu rồi. Lên từng trận hay là lên luồng nè? Em chỉnh rồi á, tí hồi vô. Từng trận hay là lên luồng? Lên trận hay là luồng? Nét của máy này mạnh nên chạy quảng cáo tháng mấy trăm triệu. Trận đấu lại được tiếp tục mọi người nha. Game tiếp theo, game thứ 6 của trận đấu này. Game thứ 6 của trận đấu này, anh Vinh Hậu Giang sẽ là người cầm dầu bóng. Một bóng lỗi. Trời ơi, ép trái và lên lưới, tuy nhiên thì bắt vô lê không chính xác từ phía Duy Thành rồi. Tỷ số bây giờ là 15-0 cho Vinh Hậu Giang. Pha xử lý rất là khéo léo của Vinh Hậu Giang, đó là một pha kê vô lê lớp để nâng tỷ số lên 30-0 mọi người nhé. Trận này thì Bình Luân Nguyên nghĩ rất là dễ 6-0 mọi người nha, khi mà Duy Thành không bắt nhịp được trận đấu. Trận đấu thiếu những pha đội công rally thường xuyên thấy ở những cái lượt trận đánh đơn. Giao lại bóng 2. À. Giao lại bóng 2 mọi người nha. Drop shot nhưng mà rất tiếc là bóng không qua lưới rồi. 30-15 cho Vinh Hậu Giang. Hay quá, một cú đánh winner để nâng tỷ số lên 40-15 cho Vinh Hậu Giang.
40-30. Một pha vào bóng lên lưới. Và Lưu Nguyên thấy là bên Hậu Giang hơi nóng nóng để kết thúc trận đấu sớm mọi người nha. Ở nội dung đánh đơn này thì nếu mà thắng càng sâu thì càng tiết kiệm sức lực cho các vòng đấu sau. Bóng ngoài rồi. 40 đều. Bóng vàng. Một bóng lỗi mọi người nha. Lỗi vào bóng kép luôn rồi quý vị. Ông tài xác định nó lỗi vào bóng kép thưa quý vị. Vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống 5-1 mọi người nha. Không 15, 1-5, game thứ 7, Duy Thành cầm dao bóng mọi người nha. Hello anh Duy đẹp trai, chạy sâu quá trời quá đất, ok, ráng bào nha. Trình này bao nhiêu về anh bình luận viên, trình này là đôi nam bán chuyên nghiệp mọi người nha. Đơn nam bán chuyên nghiệp nha. Không 30 mọi người nha. Thế trận khá là chênh lệch. Không 40 và 4 matchball đã thuộc về cho Vinh Hậu Giang. Vậy là trận đấu đã kết thúc một cách khá là dễ dàng cho Vịnh Hậu Giang với khoảng cách khá là xa. 6-1 mọi người nhé. Và xin chúc mừng chiến thắng của Vịnh Hậu Giang và Duy Thành phải thi đấu play-off. Và bình luận viên xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong ít phút nữa mọi người nhé.